Vừa qua, công ty dược phẩm Tâm Bình phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội, Quỹ vòng tay nhân ái Bộ Y tế và nhóm nhà báo Hà Nội đã tổ chức đêm rằm Trung thu với chủ đề Điều ước cho con, cho 240 trẻ em, nhất là trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, khuyết tật tại Trung tâm Phục hồi Chức năng Người Khuyết tật Thụy An Ba Vì. Tại đây diễn ra các hoạt động văn nghệ, chị Hằng chú Cuội giao lưu và mời các em tham gia các tiết mục vui Trung thu, cùng ca hát các bài hát thiếu nhi, tạo không khí sôi nổi vui tươi và mời các em tham gia các trò chơi vui nhộn có thưởng. Cũng trong chương trình, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội cùng công ty dược phẩm Tâm Bình, đại diện các nhà tài trợ đã trao tặng 240 suất quà cho 240 em có hoàn cảnh khó khăn tại trung tâm và 70 bộ đồ dùng dạy học, tổng giá trị khoảng hơn 30 triệu đồng. Kết thúc chương trình, các bạn nhỏ của Trung tâm Phục hồi Chức năng Người Khuyết tật Thụy An Ba Vì đã thực hiện tiết mục múa lân vui nhộn và sau đó hơn 200 chiếc bánh trung thu xinh xắn đã được trao tận tay đến từng bạn nhỏ và cảm nhận không khí trung thu đang đến rất gần. Đây là một cái tấm lòng nhân hậu và một cái tấm lòng nhân ái rất lớn để truyền cảm cho các em khát khao ước mơ và tự tin đối với người khuyết tật để vươn cuộc sống, để tới đây sẽ hoàn thành cái chương trình học tập cũng như phục hồi chức năng để hòa nhập cộng đồng. Đó là một cái điều rất vinh dự đối với trung tâm và cũng là niềm vinh dự đối với hạnh phúc cho những người khuyết tật của Trung tâm Phục hồi Chức năng của tỉnh Thái Bình. Là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực dược phẩm, Tâm Bình luôn quan tâm đến công tác xã hội, đóng góp vì cộng đồng, coi đó là sứ mệnh của mình. Các chương trình từ thiện sâu rộng hướng về cộng đồng luôn được công ty dược phẩm Tâm Bình triển khai đều đặn, cũng như sẻ chia, đồng hành và dành những tình cảm đặc biệt cho các em có hoàn cảnh khó khăn ở khắp mọi miền đất nước nói chung, để tuổi thơ của các em được tươi đẹp và ấm áp hơn.